Chị thương mọi miền Tết tất cả các em. Hiện tại chị đang ở quê, ở đây thì có rất là nhiều trò vui, như là mỗi ngày chị đều đi hái trái cây này, bắt cua này, bắt tôm. Tuy nhiên hôm nay chị sẽ đi bắt cá. Chú hàng xóm gần nhà chị thì có một cái ao rất là to, bên trong thì có cực kỳ nhiều nước luôn, chắc chắn là sẽ có cá đúng không em? Hứa hẹn rằng buổi tối ngày hôm nay chị sẽ có một bữa cá chiên thật là thơm ngon. Thấy ở đây cái ao này có rất là nhiều, cạn hết nước rồi. Kỳ lạ thật, chị nhớ rằng hôm trước chị mới về đây có rất là nhiều nước, mà bây giờ chỉ còn một vũng nhỏ, với lại nó chỉ còn nhiều sen và nhiều dừa thôi. Tối nay không có cá chiên rồi, thôi không sao, chị sẽ làm món sen chiên. Cái vườn sen này cũng khá là đẹp đấy chứ. Ở đây không còn là ao cá nữa, mà nó đã trở thành cánh đồng sen mất rồi. Nhưng mà không sao, bởi vì chị thấy sen cũng có rất là nhiều công dụng, như hoa sen thì để trang trí, lá sen thì để nấu xôi, còn hạt sen thì ăn rất là bổ dưỡng. Đúng rồi, chị sẽ hái một ít bông hoa sen về nhà cắm này, và hái hạt sen để ăn nữa. Đây chính là cái đài sen, chị sẽ cho các em xem. Bên trong đây là hạt sen, nhưng mà hạt sen này còn non, khi nó già thì nó sẽ khô lại và có màu đen. Đó, nó như thế này này, trông nó hơi bị ghê đúng không nào? À, đây là hạt sen khô rồi đấy, hạt sen tươi thì cũng ăn được luôn. Chị tin rằng cách đây khoảng một tháng thì cánh đồng sen này còn nhiều hoa sen hơn nữa. Các em có thể thấy nó có rất là nhiều đài như thế này. Khi những bông hoa sen rụng xuống thì để lộ ra những cái đài như thế này và bên trong có nhiều hạt sen. Đây, như cái này, chắc là vừa mới trưởng thành. Chị cũng không biết là dùng từ gì để mô tả cho cái đài sen này nữa. Nhưng lúc này ăn thì cũng rất là ngon. Đó, các em có thấy hạt sen rất là bự đúng không? Ăn hạt sen này bên trong còn có tim sen. Tim sen thì hơi đắng nhưng mà tốt cho sức khỏe. Rất giòn và thơm. Ăn còn bùi bùi nữa chứ. À, ngó sen cũng có thể ăn được. Hình như ngó sen là cái phần rễ của nó thì phải, không phải. Nói chung là nó cũng nằm ở phía dưới bùn á. Trời ơi, trời mưa rồi, chị cần phải lên trú mưa đã. Không tí nữa mưa to mất. Chút xíu thì chị sẽ xuống hái sen sau. Tuy là cá không còn, nhưng mà chị thấy ở đây có rất là nhiều ốc. Chút xíu nữa trời tạnh mưa chị sẽ xuống bắt ốc luôn. Wow, mưa nặng hạt quá rồi. Chạy thôi anh tiểu thúi. Nhà chú hàng xóm còn có một cây xoài. Bên ngoài thì chẳng thấy quả nào, nhưng mà bên trong thì có khá là nhiều quả. Xoài non mà chấm mắm ruốc thì hơi bị ngon. Chị sẽ xin một hai quả. Bên này còn có mấy cây ổi nữa, không biết có quả nào chín chưa. Wow, ba quả chín mọng luôn. Chị sẽ hái cả ba. Buồng dừa này tuy là quả nhỏ nhưng lại rất sai. Màu của quả dừa thì cũng ngả vàng rồi, cho nên chị nghĩ nó đã già và có thể có nước uống rồi đó. Chị sẽ bẻ một quả uống. Còn đây hình như là hoa dừa thì phải. Lần đầu tiên chị được nhìn thấy nó, trông khá là lạ mắt đúng không các em? À, có thể là lạ mắt với chị thôi, chứ các bạn ở dưới miền Tây thì nhìn thấy hoa dừa thường xuyên mà. Ở đó là xứ sở của dừa. Trông nó giống như kiểu là một chùm dừa siêu mini vậy. Chắc là khi lớn lên thì nó cũng thành một chùm dừa lớn thôi. Trong lúc trú mưa thì chị phát hiện ở trên cây chôm chôm
có một tổ ong. Hả? Hàng ngàn con ong luôn. Chắc chắn là bên trong tổ ong này cũng có rất nhiều mật. Nhưng mà một mình chị thì chị không dám lấy đâu, nó đốt cho chị sưng mặt mất. Chị đành phải nhẹ nhàng đi về thôi. Ngày nhỏ thì chị chơi rất là dại, mỗi lần thấy tổ ong thì chị hay lấy đá chị ném tổ ong, cho nên đã nhiều lần chị bị ong chích cho sưng mặt, không biết đường đi. Các em đừng nhu chị nhá, tại vì như vậy là chơi dại lắm đấy, nguy hiểm lắm đấy. Cứ tưởng là trời mưa to lắm mà nó chỉ mưa có một chút à. Bây giờ thì chị sẽ tiếp tục công cuộc hái sen của mình. Chị nghĩ rằng mình chỉ hái búp sen thôi chứ không hái bông sen, bởi vì khi hoa đã nở thì nó sẽ rất là nhanh tàn. Ngoài hoa sen ra thì chị cũng đã lấy được một ít hạt sen về để nấu chè. Như thế này là đủ chị ăn rồi. Tiếp theo thì chị sẽ tập trung vào công việc tìm kiếm thức ăn cho bữa tối. Chị đã thấy ở đây có rất là nhiều ốc, không chỉ có ở dưới nước kia mà ở phía đầm sen bên đây cũng có cực kỳ nhiều ốc luôn. Anh Tiểu Thúi vào đây. Đó, anh Tiểu Thúi thấy không? Mặc dù những con ốc này còn rất là nhỏ nhưng mà đều là ốc ao, ốc ruộng, ăn rất là ngon đấy. Không ngờ ở ao này lại có nhiều ốc như thế. Vào mùa hè như thế này thì chị thấy có rất là nhiều bạn hay đi tắm ở ao, hồ, sông, biển này. Các em không nên như vậy đâu nhá, bởi vì như thế rất là nguy hiểm. Các em chỉ nên đi khi mà có người lớn đi cùng thôi. Chị phát hiện ra ngoài ốc ở đây còn có rất là nhiều chai, nhưng mà do quá là khô cạn, những con chai này đã chết hết rồi, chỉ còn lại vỏ thôi. Đó, rất là nhiều luôn đúng không em? Wow, con này hình như còn sống đấy. À không, chỉ còn vỏ thôi, chết hết rồi. Không biết con chai này có ngọc không ta? Nếu mà nhặt được một con chai có ngọc thì tốt biết mấy. Lùi húi một xíu thôi mà chị đã bắt được rất là nhiều ốc rồi. Wow, có những con ốc ở góc kia rất là to luôn. Nhiệm vụ bây giờ của chị là phải về chế biến nó thôi. Trời cũng sắp tối rồi. Với một số ốc như thế này thì chắc chắn là chị không ăn hết rồi, mà chị sẽ chia cho nhiều cô dì chú bác hàng xóm của chị nữa. Mỗi người một con thì chắc là phải được 100 người hàng xóm. À, mỗi người ăn một con thì không đủ dính răng. Nói chung là bây giờ chị phải về thôi. Video của chị đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ bên mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video sau. À, thấy rồi. Cuối cùng thì chị cũng đã tìm được một em cá. Tối nay thì chị sẽ có món cá chiên giòn. Một em cá siêu to khổng lồ. Cùng lên đuôi đó. Bùm. Đấy, các em thấy không? Em cá này nhỏ xíu rất là dễ thương. Không phải chị định ăn thịt em ấy đâu, mà do em ấy bị mắc cạn nên là chị sẽ giải cứu em ấy. Ở chỗ này nhiều nước hơn, em ấy sẽ có cơ hội sống cao hơn. Mùa khô đến rồi mà, nếu cái ao này không nhanh chóng có nước về thì các em cá con cũng sẽ chết hết, các em ốc cũng chết hết luôn. Rồi, bơi đi nhá.